Rồi bây giờ chuẩn bị được chiêm ngưỡng cặp chân mày mong đợi bấy lâu thì em có hợp không? Em có chị ạ, để em xem có đúng như những cái gì chị hay làm hay không. Rồi ok, bây giờ không đợi em chờ lâu nữa thì chị sẽ cho em chiêm ngưỡng luôn nhá. À em cầm giúp chị cái gương này. Đó, rồi nha. Nào chị đếm ngược nhá. 3, 2, 1, đây. Chị ơi, không phải như này. Sao lại không phải như này? Không giống như những gì chị hay làm. Chị làm lông mày sợi cho em mà. Đây, lông mày sợi đây. Trời ơi, ý em không phải như thế đâu. Ý em là chị phải làm to, làm thảm họa, làm lông mày lự bố như chị hay làm ở những clip trước ấy. Sao lại làm như thế? Ủa thì chị phải làm như thế. Thế xong rồi chị lại phải giải thích với em. Thế xong rồi chị lại phải tặng em lông mày 15 củ như thế. Sao như thế được? Phải như thế chứ. Thôi đây này, chị vẽ lại cho em đi, mẹ nói. Không, làm rồi làm sao mà vẽ, làm sao mà làm như thế được. Rồi đưa đây. Cái gì đây? Làm gì đây em ơi? To đấy. Làm gì thế này, sao đẹp không thích. Nó sẽ to lại chút thì em cũng như thế thôi. Em không làm được như chị đâu, sao phiên phiến đi. Em ơi, quay lại với chị nhá. Đây, che đi. Đây, em trả vờ hồi hộp nhá. Chị đứng lại đi, 3, 2, 1 đi. Như nào? 3, 2, 1 đây. Sao lại to như này hả chị? To này. Không biết đâu, chị làm lại cho em đi. Giải thích đi xong rồi. Chị ạ, em chị xin em chị ạ em. Mùi chị ạ, em chị ạ em chị xin em chị ạ em.